chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Andy Phạm Cuộc Sống Trên Đất Mỹ. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về một cái món ăn rất là đơn giản được làm từ cà tím. Đó. Thì như các bạn cũng biết đấy, cà tím là một cái món ăn rất là đơn giản và dễ chế biến. Thì có nhiều cách để chế biến món ăn từ cà tím. Mình có thể là nướng mỡ hành nè, rồi xào mỡ hoặc là nấu lẩu mắm. Nó thì hôm nay mình sẽ làm một cái cũng một cái món từ cà tím, mà mình sẽ dùng cà tím cuộn thịt nướng nướng phô mai, đúc lò nướng phô mai nướng với chi á. Thì bây giờ chúng ta cùng thực hiện các bạn nhé. Wow, lúc cái chi rất là ngon. Lót đấy. Để thực hiện cái món cà tím cuộn đúc lò thì chúng ta cần, thứ nhất là cà tím là nguyên liệu chính nè. Rồi, đây là thịt. Thịt thì các bạn có thể dùng thịt thịt heo xay hoặc là dùng thịt bò tùy thích, có thể dùng thịt gà. Đó, thì hôm nay mình sẽ dùng thịt heo. Thì cái này thì cũng khoảng là nửa ký ha. Rồi. Niêm thì mình có để mà trộn thịt, ướp thịt đó thì mình có củ hành tím nè. Mình ướp với củ hành tím. Rồi gia vị thì gồm có tiêu, muối, hạt niêm, tỏi, dầu ăn, rồi hành lá, ngò rí. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ sơ chế nhé. Trước tiên thì cà tím, hành tím chúng ta sẽ thái mỏng và băm nhỏ nó ra. Nếu các bạn có máy xay thì mình xay cho nó nhanh. Còn giờ mình không có, mình chỉ băm thôi. Cà tím mình ướp với thịt heo thì nó thơm và nó có cái độ ngọt. Thì chúng ta phải dùng khoảng 2 muỗng canh hành tím ha. Rồi, chúng ta sẽ cho vào một ít tiêu. Cho vào một ít hạt niêm. Đánh một muỗng nè, một muỗng cà phê thôi. Đó, chúng ta cho mình một quả trứng gà ha. Một ít bột bắp để mình tạo cái độ kết dính khi mình dò lên thành cái viên thịt. Cả một muỗng cà phê bột bắp ha. Rồi, sau đó chúng ta sẽ trộn đều nó lên. Chúng ta sẽ chẻ nó ra thế này. Chẻ như thế này ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ chuẩn bị một cái thau nước như thế này, mình sẽ cho muối vào để mình ngâm nó cho nó không có bị đen.
mình ngâm nó để nó ra cái mủ của cà tím á, nó không có bị đen thì cà nó sẽ trắng. Tương tự chúng ta sẽ làm các bạn thái cẩn thận nó coi từng bị đứt tay đó, vì mình này mình thái nó cái mỏng như vậy nên dễ bị đứt tay. Hai công dụng mình ngâm như thế này thì cái miếng cà nó sẽ mềm, mình dễ cuốn hơn đó. Thì mình ngâm này khoảng 5 phút để cho nó ra hết các chất mủ của cà tím. Đúng. Còn hành thì mình sẽ thái sợ hành nhỏ. Khi mình nướng xong mình sẽ đắp cái này lên với mà hành với là cái hành hành phi. Nè, cà chua thì mình cũng thái miếng này chút, mình trang trí lên cho nó đẹp. Bây giờ tất cả các nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong. Bây giờ mình sẽ pha nước mắm chua ngọt ha. Thứ nhất thì mình cần khoảng 2 muỗng nước mắm. Một muỗng rưỡi nước lọc ha. Nên mình xài giấm táo nó thơm hơn mà nó rất là chua, cho nên mình sẽ sử dụng khoảng nửa muỗng giấm táo thôi. Rất là vừa ăn các bạn. Mình sẽ dùng bằng tương ớt xay ha, mình không có tương ớt, mình không có cái ớt trái, cho nên mình dùng ớt xay tùy thích, mình có thể bỏ nhiều ớt tùy thích của mình. Đây là xong cái nước mắm chua ngọt, một chút mình ăn với cà. Đây là theo kiểu của Việt Nam. Còn mình ăn theo kiểu Mỹ thì mình sẽ cho phô mai bên trên, mình nướng cho nó chảy ra giống như pizza vậy đó. Rất là ngon. Ê, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn, trước khi mà mình dùng thịt vô, mình chuẩn bị cái lò oven trước ha. Mình nấu ở nhiệt, nướng ở nhiệt độ là 400 độ, ở đây độ F. Đó, thì mình nướng khoảng nửa tiếng. Thì bây giờ mình đang chuẩn bị mình làm nóng cái lò lên. Bây giờ thì cà tím chúng ta đã rửa xong nè, chúng ta sẽ để cho nó ráo một tí. Thì bây giờ chúng ta sẽ dò viên thịt ha.
cho để mình lên. Ta giờ thành từng viên thế này. Mình ướp với củ hành tím cho nên thịt nó rất là thơm các bạn. Chứ mình đừng ướp tỏi, thì nó sẽ không có ngon đâu. Heo với cá mình ướp hành tím với củ hành đầu hành lá là rất là thơm. Nhét thịt vào thì trước tiên chúng ta sẽ cho vào cái chuẩn bị một cái khay như thế này, đó mình cho miếng dầu vào, mình quét ở lớp dưới bởi vì khi mình nướng thì nó không có bị khét. Các bạn có thể bỏ vô cho vô giấy bạc mình cuộn rồi mình nướng cũng cũng được. Sau đó chúng ta sẽ cuộn như thế này. Cho viên thịt vào. Mình dùng tăm, mình định hình nó lại, đừng cho nó bị bung ra. Chưa chặt, chưa được chặt. Bị bể, cái miếng này nó còn dày quá cho nên nó bị ấy. Sau đó chúng ta sẽ cho vào đây.
mình thái mỏng mình cuốn sẽ dễ các bạn. Cái này có một cái miếng mình hơi thái nó hơi bị dày cho nên mình cuốn nó bị bể, nó gãy ngang cái miếng cà. Đó, mình thái cuốn mỏng như thế này nè, mình cuốn nó rất là dễ nè ha, nó đẹp nữa. Là nhanh nè, cái miếng này hơi bị dày nè, chắc nó bị gãy nè. Đó, nó gãy thấy chưa, các bạn thấy không? Rất là đẹp, giống như một bông hoa. Cái này cũng bị dày nữa nè, nó gãy thấy chưa? Hai cái chùm rất là đẹp ha. Củ này chúng ta sẽ nhét thịt vô. Ta sẽ nhét thịt vào cái giữa như thế này. Chúng ta nhét khi nào mà cho thịt nó đầy vô thôi. Cái món này mình làm như thế này có thể là đòi hỏi cái sự tỉ mỉ một chút, khéo léo thì nó sẽ đẹp hơn. Món này mình ăn rất ngon các bạn. Mình làm thế này để mình thay đổi khẩu vị thì mình ăn nó đỡ ngán hơn. Sau khi mình làm xong mình sẽ tém gọn cái thịt ở bên ngoài lại. Chanh hành điều. Đó, sau mình sẽ cho vào đây. Còn một trái nữa. Xong cái này mình sẽ đi nướng, mình đi nướng khoảng nửa tiếng.
cạn rồi, nhét không vô. Khi mình nhét thịt vào cà thì nó như thế này rất là đẹp ha, những bông hoa, những cái cuộn tròn giống như xúc xích vậy đó. Rồi đó cà chua mình sẽ trang trí nó lên cà chua, mình cho cà chua nó vào đây cho nó có đẹp màu. Có màu xanh xanh đỏ đỏ. Hành lá nó một chút mình sẽ rải nó lên trên đó. Bây giờ chúng ta đem đi nướng nha. Bây giờ cái lò đã chuẩn bị, lò là mình đã sẵn sàng, mình đã chuẩn bị rồi. Bây giờ nó đã nóng rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho nó vào. Nó đeo bọc tay vậy, đeo nó bị nóng á. Mở giờ mình nướng. Như sau khi chúng ta đã cho vào lò rồi, nhiệt độ mình đã chuẩn bị rồi, nó nóng rồi. Bây giờ mình cho vào lò, bây giờ mình sẽ canh thời gian. Nhất mình bấm timer ha. Sau đó mình bấm cái thời gian là 30 phút. Mình nướng khoảng 30 phút, sau đó mình bấm start thì cái lò nó sẽ bắt đầu nóng. Đó, thì mình nướng khoảng 15 phút thì mình kiểm tra xem nó chín chưa, mình trở mặt lại. Rồi cuối cùng là mình sẽ quét một lớp mật ong với bơ lên cho nó thơm và có vị ngọt ngọt bên ngoài. Bây giờ chúng ta chuẩn bị cái sốt để mình quét lên cái thịt mà sau khi nó chín. Thì mình dùng một xí bơ ha. Bơ mình cho vào nó rất là thơm. Tỏi à. Tỏi băm nè. Xí mật ong nó thì nó sẽ có cái vị mà ngọt ngọt thơm thơm ở bên ngoài cái nắp thịt. Mình cho vào sau cùng khi mà nó đã chín, chứ mình cho vào lúc đầu thì mình nướng nó sẽ bị khét các bạn. Rất là thơm luôn. Đấy, bây giờ cũng 15-20 phút giờ mình kiểm tra ha, cần nó như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ quét một cái lớp bơ lên trên nó. Rất là thơm.
này luôn. Đây, nó sẽ xong. Chúng ta sẽ nướng tiếp khoảng 10 phút nữa là xong. Rất hấp dẫn ha. Bây giờ chúng ta sẽ cho vào nướng tiếp. Đã kêu tiết là đã chín rồi. Bây giờ chúng ta lấy ra xem. Wow, look, ra kìa. Nó soi sực 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 sực. Bây giờ chúng ta sẽ cho hành vào. Rồi mình rửa hành. Mình sẽ cho phô mai vào ha. Đây là phô mai. Cho phô mai vào là rất là ngon. Còn mấy cái mà không có phô mai thì mình sẽ ăn với mình chừa một cái, mình ăn với nước mắm. Mình cho hành nhiều vô nó sẽ đẹp hơn. Dưới hành lên rất hấp dẫn ha. Bây giờ chúng ta bước vào nướng tiếp khoảng 1 phút nữa, 2 phút nữa cho cái phô mai nó chảy rồi là xong. Ok. Nào bây giờ nó chín rồi, chúng ta lấy ra ha. Oh, look at it. Oh, rất là thơm luôn. Cái chi rất là ngon. Lấy đi. Wow. Rất hấp dẫn ha. Cái này thì mình ăn với nước mắm. Nó không có chi nè. Nó rất hấp dẫn ha. Chúng ta sẽ cho cái hành phi là hành phi thì cái này mình đang với nước mắm nè. Này, cái này là trà đá chanh ha.
Đúng, chả đá chanh. Giờ mình sẽ cho nước mắm chua ngọt vào cái phần mà mình ăn cái nước mắm trước ha, thử ra. Phi đây rất hấp dẫn ha. Rất ngon các bạn. Đây là cái mình rút cái cây tăm này nè. Đây là cái mà phô mai nè. Cái phô mai cũng rất ngon, nhìn béo, rất là béo luôn. Giờ chúng ta thưởng thức đây, xin mời tất cả các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái cà tím mà mình có cái mỡ hành nè, ăn với nước mắm. Rất ngon luôn các bạn. Cái cà tím nó thơm, có mà có hành phi lên cái nó giòn giòn, nước mắm chua chua ngọt ngọt, và đặc biệt là cái bơ với cái tỏi và cái mật ong á, mình phớt ở bên ngoài mình nên cái tạo cái mùi rất là thơm và ngọt ngọt, rất là ngon. Còn cái phô mai rất là ngon luôn. Cái phô mai này nó béo, rất là ngon. Ăn kèm với cái này mình ăn với phô mai ngon các bạn làm thử đây. Ăn với nước mắm rất là ngon, rất đặc biệt luôn. Phô mai này rất là hấp dẫn ha. Các bạn thử thực hành làm thử cái món này cho gia đình mình thưởng thức xem, rất là ngon luôn, rất là lạ miệng, làm thì cũng đơn giản lắm. Ăn kèm uống trà đá. Trà đá chanh rất là ngon. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Nếu thích vui lòng bấm subscribe và bấm chia sẻ để mọi người cùng xem cho vui nhé. Thì các bạn thử làm cái món này đi, rất là ngon. Mình nướng nó ngon hơn mình dồn thịt mình nướng, mình chép phô mai hoặc ăn với cái nước mắm rất là ngon. Thì chúc các bạn làm thành công cái món này nhé. Rất là đặc biệt và rất là miệng, mình nên làm thử để thưởng thức cho gia đình mình thưởng thức. Xin cảm ơn tất cả các bạn.